Chào các bạn yêu mến cờ tướng, các bạn đã từng thấy mình đã từng làm những ván cờ đặc liệt thủ pháo trước đây. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn một thế cờ mới lạ có tên gọi là tiểu liệt pháo. Chiêu thế này rất là gay go, hai bên dần co lại và cuối cùng bên đỏ đã giành được chiến thắng. Mời các bạn hãy đón xem ván cờ tiến triển ra sao. Trước tiên bên đỏ phi pháo vào trung lộ, kế tiếp bên đen cũng phi pháo vào trung lộ tạo lên thế nghịch pháo, và sau đó bên đỏ sẽ phi mã lên, bên đen phi mã lên. Các bạn lưu ý ở điểm sau đây, nếu mà con mã từ cột 8 phi lên ở cột số 7 nằm ở giữa hai con pháo thì người ta gọi là tiểu liệt pháo. Còn nếu mà con mã mà xuất ra biên từ cột số 8 mà xuất ra lên cột số 9 thì người ta gọi là đại liệt pháo. Sau đó bên đỏ sẽ xuất xe ngang qua và bên đen xuất xe ngang qua. Kế tiếp bên đỏ tấn xe lên ăn tốt đẹp mã và ngược lại, bên đen lắc con pháo ngang qua để đuổi tiến quân và sau đó bên đỏ sẽ đớp con tốt. Ngược lại bên đen sẽ đưa đưa xe lên mà phòng thủ, sau đó bên đen sẽ hạ để bên đỏ sẽ đưa pháo lên qua biên lên hà tuần hà, sau đó bên đen sẽ thụt pháo xuống để đuổi xe của mình và sau đó bên đỏ sẽ đưa pháo ngang qua để đuổi mã. Các bạn lưu ý là một con xe một con pháo, xe đầu pháo sau, thì hai quân đang đang tập trung vô để tiêu diệt được cả mã đen, và sau đó bên đen đã con pháo ngang qua để đuổi con xe mình cũng lách con xe ngang qua. Sau đó bên bên đen mình lách con xe ngang qua để mình đổi quân ha các bạn, mình đổi quân pháo đối đầu với pháo ở điểm này, và bên đen đã không đổi pháo mà bay con mã lên với mục đích là đuổi xe của mình. Và kế tiếp xe mình phải bắt đầu chạy, mình chạy ở một địa điểm và vừa chạy và vừa đuổi quân luôn các bạn. Lưu ý sau đây mình đưa con xe xuống đó, vừa chạy vừa đuổi con xe, vừa chạy con xe và đuổi bắt con pháo, một công hai việc ha. Kế tiếp bên đen đã ra tay và đập vô con pháo, đập vô con tốt của mình với chuỗi tấn công tạo lên pháo góc. Sau đó bên mình lách con xe ngang qua đè con mã, các bạn lưu ý ở điểm này đè con mã của mình ha. Pháo đen trong khi đó pháo đen không thể ăn tượng của mình, tại vì nếu pháo đen ăn tượng của mình pháo đỏ của mình sẽ ăn ngược lại các bạn ha. Bởi vậy nên bên đen đã phi mã lên lách con mã ngang qua qua sông và đuổi bắt mã. Kế tiếp mình sẽ phi xe lên, trong trường hợp mã đen ăn mã đỏ của mình thì mình sẽ dùng con pháo của mình đập xuống dưới đó. Vậy bên đỏ bên bên đen sẽ lách con xe ngang qua để đuổi con pháo của mình. Kế tiếp mình sẽ mở những đòn tấn công sau đây, các bạn lưu ý ha. Bên đỏ sẽ bắt đầu ra tay những đòn tấn công. Trước tiên mình sẽ phi con tượng lên để hỗ trợ cho con pháo, sau đó bên đen lắc con pháo ngang qua, bên đỏ bên 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 đen lắc con pháo ngang để cắt chia nè, cắt chia con pháo của mình tượng đó, đồng thời để mở đường chọc sâu chỗ đó sau đây nè để mình đánh pháo pháo góc. Bởi vậy bên đen bên đỏ đã phi mã lên và ăn đổi quân, trong khi đó bên đen sẽ ăn pháo của mình. Bên đen công và chuẩn bị, bên đen dùng pháo góc mà thọc sâu xuống. Kế tiếp mình sẽ ra pháo chí tướng, bên đen bắt buộc phải phi 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 sĩ lên để phòng thủ, và kế tiếp mình con mã mình ngang qua đó. Ngược lại bên đen cũng đưa ra những đòn rất là hay các bạn ha, sẽ bắt đầu mở đòn là con pháo đâm xuống dưới chiếu tướng, và kế tiếp thì mình hạ hạ tượng xuống và sau đó xe bắt đầu phản công bốc, và kế tiếp mình lách con mã mình vô cái địa điểm chuẩn bị chiếu tướng. Mình sẽ bên đỏ sẽ dùng chiêu chiêu thế pháo mã phục ha, mã phục. Trong khi đó bên đen đã dùng chiêu thế pháo pháo dịch đó, con pháo nằm dựa vào con xe dịch dịch lại ha. Và sau đây
Bên đó đã dịch con xe lại để bắt con pháo đầu của mình. Mình cũng sĩ lên, kế tiếp xe đỏ ăn pháo của mình. Và sau đây bên đen, bên đỏ bắt đầu phản công lại. Chiêu thế mã tiến công ác liệt vào bên quân đen. Chiêu tương, tướng đen không còn đường nào lựa chọn, chỉ còn một cách khác là xuất tướng rang ra. Và sau đó bên đỏ dùng dùng một đòn thế thứ hai, dùng xe lắc ngang qua vào cột số 6 và chiêu tương. Bên đen bắt buộc phải lắp pháo ngang qua để phòng thủ, và bên đỏ lùi con xe lại đó, lùi con xe lại bắt con pháo luôn các bạn thấy không, lùi con xe lại bắt con pháo, hai con cùng tấn công vào một điểm, và đồng thời con mã của mình đang đuổi rượt con xe luôn ha. Đó, bởi vậy bên bên đen phải phải phi tướng lên, nếu mà không phi tướng lên là sẽ bị thua các bạn thấy ha, phi tướng lên. Và kế tiếp là mình sẽ dùng con mã mình ăn con xe rất là hay, đồng thời mở đường cho xe chiếu tướng. Kế tiếp bên đen bắt đầu phi mã ra ra biên, và sau đó mình sẽ lắp con xe đỏ ngang qua để mở đường cho con mã rút lui lại, rút quân. Kế tiếp bên bên đen đã lắp con xe ngang ra để đánh đòn thế pháo rút. Sau đó mình đưa con mã lên. Các bạn lưu ý, bên đỏ đang tấn công, chỉ cần con xe đập vào con tướng là bên đỏ bên bên chỉ còn con xe chiếu con tướng, sau đó tướng lùi lại và con xe đập vào con tướng là bên đen sẽ thua. Bởi vậy bên đen đã thử dùng chiêu thế pháo rút để coi ra làm sao. Bên đỏ hạ sĩ, sau đó bên đen rút về. Và kế tiếp bên đó phi pháo sĩ lên. Sau đó bên đen đã đưa pháo lên để có sự yểm trợ của xe đen. Và sau đây bên đỏ sẽ ra một đòn kế tiếp rất là hoàn liệt, đòn tiến công sau đòn này tới đòn lùi con xe lại ăn con tốt và chiếu tướng bằng con mã. Tướng đen bắt buộc phải phi lên, và sau đó dùng con mã đỏ của mình ăn con tướng và chiếu tướng. Wow. Các bạn lưu ý, nếu mà con tướng đen lùi lại, mình sẽ dùng con xe đỏ xuống đây mình chiếu tướng, tướng đen nhồi lên, mình đem con xe đỏ mình đấm ngang con sĩ là bên đen sẽ bị thua các bạn ha, bởi vì bên đen không có lùi xuống mà bên đen phải đưa mã về, và sau đó mình sẽ lấy con xe ăn con mã. Bên đen lắc con tướng ngang qua, sau đó mình lùi con xe lại chiếu tướng. Pháo đen chở chạy về hỗ trợ và mình dùng con xe mình đập con pháo luôn, và sĩ đen đập lên, và cuối cùng để tiêu diệt được con đen mình dùng con xe ăn vào con sĩ, tướng đen chết ngay lập tức. Ván cờ này rất là ly kỳ, hai bên cùng đánh nhau ác liệt giằng co qua lại, và cuối cùng bên đỏ đã bắt được con đen. Ván cờ này rất là hay, hy vọng các bạn đuối tỉa những chiêu thức độc đáo và học hỏi. Và đây là ván cờ mình đã đuối tỉa trong cuốn sách Quốc Trung Bí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn lần sau.